Kính chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc Khang 78 TV của chú anh chị. Thì hiện tại con trai của nghệ sĩ Văn Hương quá xúc động của chú anh chị. Sau khi anh đọc những lời cảm tạ và anh rất là xúc động. Thì bây giờ cũng đến giờ để làm lễ di quan của chú anh chị. Thì Phúc Khang cũng đến lấy thông tin và chia sẻ thông tin tin tức để gửi đến cho cô chú quý cô chú anh chị cũng như là quý khán giả mến mộ nghệ sĩ Văn Hương về nơi an nghỉ cuối cùng tại Phúc An Viên nghĩa trang Thủ Đức của chú anh chị. Đây là toàn bộ những con cháu người thân trong nhà đang quỳ lại và những lời cảm tạ rất xúc động của anh. Thì hôm nay kênh cũng đến để chia sẻ những thông tin gửi đến cho quý bà con cô bác, quý khán giả gần xa mến mộ để xin chia buồn cùng gia đình, cũng tiễn ông về nơi an nghỉ. Thì lễ tang của ông cũng có khá đông khán giả hâm mộ đứng bên ngoài theo dõi theo cô chú anh chị. Giấy này đem đi đốt đâu hả? Cô chú anh chị xem nhớ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, ủng hộ chia sẻ video cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị chia sẻ lên các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo, trên các hội nhóm để cho các cô bác cũng như quý vị khán giả gần xa, những người hâm mộ được xem cái ngày đám tang của ông như là ngày hôm nay lễ di quan ông đưa về ông an nghỉ tại Phúc An Viên nghĩa trang Thủ Đức. Còn đây bên phía nhà quan đang làm lễ cũng như là tháo dỡ những cái lãng hoa chuẩn bị đưa tiễn ông đi ha cô chú anh chị. Còn đây là con cháu trong gia đình cũng như khán giả, những người hâm mộ cũng như là bà con lối xóm ra đưa tiễn ông rất là đông ha cô chú anh chị.
đó, phía bên đây là bên kia đường là người dân người hâm mộ như bà con lối xóm đến để tiễn đưa ông đi đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Phúc An Viên, quận Thủ Đức thôi cô chú anh chị. Đó, phía bên ngoài rất là đông bà con cô chú cô anh chị em, những người thân trong gia đình cũng như là bà con lối xóm, những người khán giả hâm mộ đến rất là đông để đưa tiễn hết của chú anh chị. Còn đây Phúc Phan bắt gặp đây là đứa bé cháu nội của ông, là một cái điều rất là xúc động, đến ôm áo quan ông, rất là xúc động của chú anh chị. Thì bé là còn rất là nhỏ thì Phúc Phan đón thì bé tầm khoảng 10 11 12 tuổi thôi của chú anh chị, tầm khoảng cỡ đó thôi, mà bé đã biết và thương ông, đến ôm áo quan ông, rất là xúc động khi chuẩn bị để đưa tiễn ông đi. Thì nghệ sĩ Văn Hương, một nghệ sĩ gạo cội, rất là nhiều cô chú anh chị quý khán giả gần xa biết đến ông. Thì ông thường hát những cái bài vọng cổ, hài hát cô chú anh chị, châm biếm những cái thói hư tật xấu của xã hội, và soạn giả Diễm Châu đã viết cho ông rất là nhiều bài hát về tân cổ, về những cái bài châm biếm xã hội, mang đến cho quý khán giả gần xa nghe những cái điệu vọng cổ của ông rất là hay. Còn đây là bên của bên nhà quan đến làm lễ để chuẩn bị di quan ông đi. Thì lễ bên nhà quan đến làm lễ rất là tôn nghiêm, rất là bài bản hơn của chú anh chị. Thì một chút xíu nữa sẽ di quan ông đến Phúc An Viên, quận Thủ Đức. Thì Phúc An cũng đến đi theo và quay và gửi đến cho quý vị khán giả xem. Cô chú anh chị nhớ đón xem những cái video kế tiếp của Phúc An thôi cô chú anh chị. Thì bây giờ Phúc An xin mời cô chú anh chị theo dõi. Phúc An trong thời gian làm lễ thì Phúc An cũng không có nói nhiều. Mong cô chú anh chị và các bạn xem cũng thông cảm. Cô chú anh chị nào chưa like thì cho Phúc An xin một like. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho Phúc Khang xin một lượt đăng ký để kênh càng ngày càng phát triển, cũng như Phúc Khang có một cái động lực để làm những cái video kế tiếp gửi đến cho quý vị khán giả gần xa được xem hả cô chú anh chị. Thì nghi thức lễ thì cũng rất là trang nghiêm ha cô chú anh chị.
nghi thức lễ di quan ông đã xong, thì bây giờ Phúc Khang cũng xin phép kết thúc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cô chú anh chị. Thì video tiếp theo thì di quan ông ra Phúc An Viên thì Phúc Khang tiếp tục gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.